Chúng tôi là những nhân viên, cán bộ nhân viên y tế thì hơn ai hết hiểu được cái sự cần thiết phải hiến máu cứu người. Do vậy mà với tinh thần giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại, hôm nay cán bộ nhân viên bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô chúng tôi đã rất là hưởng ứng cái chương trình Blue Trắng Trái Tim Hồng. Đến nay đã có hơn 200 người đăng ký hiến máu và chúng tôi hy vọng là có lẽ còn tiếp tục được nhiều hơn nữa. Cái hoạt động hiến máu cứu người thì bệnh viện đã tổ chức thường niên, thậm chí một năm có khi 2-3 lần. Nhưng mà vào cái dịp Tết là chúng tôi tổ chức là thường quy. Và ngoài cán bộ nhân viên y tế thì bệnh viện cũng có vận động người nhà bệnh nhân, nhân viên khối dịch vụ, những các bạn là con em của cán bộ nhân viên. Nếu có nguyện vọng, chúng tôi cũng sẵn sàng mời vào để hiến máu cứu người.